Chào các bạn đến với kênh Đạo Tin Lành để lắng nghe sứ điệp của Chúa qua các bài giảng của các mục sư, các bài thánh tha, các bài làm chứng nói về Chúa yêu nhân loại. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ trong chương số 3, đó là san bằng các đồn lũy. Chúng ta cùng xem lời Chúa trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 10 câu số 3 đến câu số 5. Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 10 câu 3 đến câu số 5. Vì dầu chúng tôi sống trong xác thịt, chớ chẳng tranh chiến theo xác thịt. Và những khí giới mà chúng tôi dùng để chiến tranh là không phải thuộc về xác thịt đâu, bèn là quyền năng của Đức Chúa Trời có sức mạnh để đạp đổ các đồn lũy. Chúng ta cùng nhau chúng ta câu này với nhau, chúng ta cùng chung lâm khởi sự câu số câu 3 và câu số 5. Chúng ta cùng đọc: dù chúng tôi đang sống trong xác thịt, nhưng chúng tôi không chiến đấu theo xác thịt đâu, vì các vũ khí chúng tôi dùng trong cuộc chiến của chúng ta không phải là thứ vũ khí, nhưng là quyền năng thiên thượng để phá tan mọi thành lũy, đánh đổ mọi lý luận. Câu số 5, ta đọc câu số 5. Và mọi chướng ngại cao ngạo. Chúng ta đọc lại câu số 5. Và mọi chướng ngại cao ngạo chống lại sự hiểu biết của Chúa Trời, và bắt nhốt mọi ý tưởng để người ta vâng phục Đấng Christ. Kính thưa bà anh chị em, ở đây Kinh Thánh Sứ đồ Phaolô đã nói rằng là chúng ta chiến đấu không phải bằng thịt và huyết, mà những khí giới mà chúng ta chiến đấu là bởi cái gì? Bởi quyền năng của Đức Trời. Việc đầu tiên chúng ta phải nhìn nhận rằng là có trận chiến, có phải không ạ? Vì Chúa ban cho cái gì đây? Khí giới để làm gì? Có để trưng bày không? Không, khí giới không phải để trưng bày. Mà từ mà Sứ đồ Phaolô dùng rõ đây đó là những trận chiến, đó, chiến trận mà chúng ta chiến đấu. Như vậy là mỗi cơ đốc nhân chúng ta đang ngày đêm sống ở trong trận chiến, nhưng mà trận chiến mỗi lúc một khác. Có lúc thì trở nên rất là khốc liệt, có những lúc thì nó sẽ bình lặng hơn. Chúng ta nhớ chính Chúa Giêsu khi Ngài bắt đầu chức vụ thì Ngài bắt đầu bằng cái gì ạ? Đầu tiên là bắp tem, sau bắp tem là cái gì ạ? Kiêng ăn bao nhiêu ngày? 40 ngày, 40 đêm. Và khi Chúa Giêsu kiêng ăn thì mấy lần ma quỷ đến cắn thôi? 3 lần. Và lần thứ 3, những lần khác thì Chúa Giêsu kiêng ăn nói ra, ma quỷ tạm lìa Ngài. Có lìa hẳn không? Ma quỷ tạm lìa Ngài. Và cái lúc, đấy là cái lúc mà ma quỷ tấn công Chúa Giêsu nhiều hơn hết. Và trong chức vụ của Chúa Giêsu thì nó vẫn tấn công bằng nhiều cách. Có những lần mà Kinh Thánh ghi rất rõ, ví dụ như Phi-e-rơ cản Chúa Giêsu thì Chúa Giêsu nói rằng là cái quỷ Satan hãy lui ra khỏi ta. Như vậy đấy cũng là lần ma quỷ tấn công, và những lần đấy là nhẹ nhàng đấm thảm hơn. Nhưng mà lần Chúa Giêsu kiêng ăn rất là mạnh mẽ, và một lần mạnh mẽ vô cùng nữa, đó là lần nào? Lúc Chúa Giêsu ở vườn Gethsemane chuẩn bị bước lên thập tự giá. Đấy là lần Chúa Giêsu bắt đầu chức vụ, và lần Chúa Giêsu chuẩn bị kết thúc chức vụ trên đất này, thì đấy là hai cái giai đoạn khốc liệt nhất mà Chúa Giêsu phải đối diện với trận chiến thuộc linh. Còn những cái giai đoạn khác thì nó cũng có, nhưng mà nó sẽ có thể nhẹ hơn, nhẹ nhàng hơn. Trong đời sống người ta 24/24 chúng ta phải đối diện với trận chiến thuộc linh. Điều đó có nghĩa là chúng ta có thể đi ngủ, nhưng mà kẻ thù chúng ta không đi ngủ. Một điều chắc chắn như vậy chị em nha. Trong lúc chúng ta đang vui chơi thì kẻ thù chúng ta đang bàn tính cách làm nào để cám dỗ chúng ta và tấn công chúng ta. Trong lúc chúng ta đang thư thái, đang giải lao, đang cho làm cho tinh thần và thân thể mình được sảng khoái trở lại, thì đấy lúc là kẻ thù của chúng ta đang tìm cách để mà tấn công chúng ta. Cho nên không thể chối cãi được mà cơ đốc nhân chúng ta ngày đêm sống ở trong trận chiến. Ngày đêm sống ở trong trận chiến. Cho nên lời Chúa mới nói là ngày ban cho chúng ta cái gì đây? Những vũ khí. Thế nếu như mà không có trận chiến thì chúng ta cần vũ khí làm cái gì? Cho nên cơ đốc nhân chúng ta, nhiều người là nghĩ như này, đó là nếu mình không động đến ma quỷ thì nó sẽ không động đến mình. Chúng ta nghĩ như vậy là nghĩ sai. Dù chúng ta không động đến nó vẫn động đến chúng ta. Chỉ có một điều mà chúng ta phải làm, giống như là cái câu mà trong thời kỳ chiến tranh người ta hay nói là giặc đến nhà thì đàn bà cũng đánh. Có nghĩa là đã có giặc là phải có chiến tranh.
Mà giặc thì liên tục ngày đêm tấn công để hủy phá đời sống cộng đồng chúng ta và hội thánh của chúng ta và hội thánh Chúa khắp nơi thế giới này. Cho nên cơ đốc nhân chúng ta phải liên tục ở trong tình trạng tỉnh thức, vì trận chiến vẫn ngày đêm diễn ra. Anh chị em tưởng là chúng ta đi ra ngoài chợ, đi ra buôn bán, đi ra sống ở ngoài đời thì mắc bị với cám dỗ hay sao? Và cám dỗ chúng ta ngay cả trong giấc ngủ, anh chị em. Có bao giờ chúng ta nằm ngủ mà mình thấy mình mơ, mình quan hệ tình dục với một người khác không? Có bao giờ chúng ta ngủ mà chúng ta làm mơ những điều bậy bạ hay không? Ma quỷ nó tấn công cả giấc ngủ chúng ta. Có bao giờ chúng ta ngủ mà chúng ta gặp ác mộng hay không? Có bao giờ chúng ta ngủ mà chúng ta nhớ lại những cái tội lỗi rất là lâu rồi, ngày xưa mình phạm, và khi mình nhớ lại điều đấy thì ma quỷ nó thúc đẩy mình để lặp lại đúng như cái điều mà mình đã ăn năn với Chúa. Cho nên ngày đêm kẻ thù chúng ta ngày đêm tìm cách để tấn công chúng ta. Cho nên lời mà Chúa Giêsu dạy chúng ta trong bài cầu nguyện chung trong sách Ma-thi-ơ đó là gì? Lạy Cha, xin cứu chúng con thoát khỏi điều ác, chớ để chúng con xa vào trước chúng cám dỗ. Vậy để tắc thắng được kẻ thù của chúng ta thì chúng ta cần những vũ khí, cần những vũ khí để chiến thắng được kẻ thù. Để chúng ta hãy nhìn lại câu kinh thánh này: vì chúng tôi giàu sống trong xác thịt nhưng không tranh chiến trong xác thịt, và những khí giới mà chúng tôi dùng để chiến tranh không phải là thuộc về xác thịt đâu, bèn là quyền năng của Đức Chúa Trời có sức mạnh để đạp đổ các đồn lũy. Rồi bây giờ điều đầu tiên, từ đầu tiên mà tôi muốn quý vị chú ý tới là từ đồn lũy. Chúng ta hiểu thế nào là từ đồn lũy? Đồn lũy là những cái gì rất kiên cố, chúng ta mới gọi là đồn lũy, có phải không ạ? Thế thì quyền năng của Chúa để đạp đổ các đồn lũy, mà đồn lũy này đồn lũy của ai? Đồn lũy của ma quỷ xây đắp trên đời sống của tín đồ. Vì khi mà đồn lũy nó được xây đắp rồi ấy, thì lời của Chúa không thể vào được. Đi nhắn đi lại câu chuyện về bốn loại hạt giống. Bốn loại hạt giống. Một cái hạt giống đầu tiên đó là gì ạ? Hạt giống rơi dọc đường. Và hạt giống rơi dọc đường thì có chuyện gì xảy ra? Chim đến, à đi. Hạt giống là lời Đức Chúa Trời. Con chim được chân cho ma quỷ. Và cái dọc đường đấy là cái gì ạ? Cái lòng của con người. Chúa Giêsu nói cái người đó mà nghe đạo Chúa đó mà không hiểu cái gì ấy, có nghĩa là nghe đến đâu thì ma quỷ nó lấy đi hết. Tại sao ma quỷ nó có thể lấy đi được? Trong đời sống của cái người đấy có rất là nhiều cái đồn lũy. Anh chị em thấy rằng có bao giờ nếu mà chúng ta láng xi măng thì nước nó không thấm vào trong được, nhưng mà nếu như mà gạch mà không nung lên và đất không thì nó sẽ thấm vào trong. Có nghĩa là cái đồn lũy nó càng vững chắc thì những cái bên ngoài nó khó xâm nhập vào hơn. Cho nên trong hệ thống tư tưởng của mỗi một chúng ta là những đồn lũy mà ma quỷ đã xây đắp. Và nó xây đắp khi nào? Nó xây đắp từ cái hệ giáo dục. Giáo dục trong đó bao gồm giáo dục từ đâu? Từ gia đình, giáo dục từ nhà trường, giáo dục ngoài xã hội. Bây giờ tôi nói một vài cái ví dụ về cái đồn lũy từ môi trường giáo dục và xã hội hình thành bên trong mỗi chúng ta. Anh chị em đã từng đi học và đã từng nghe những cái lời dạy dỗ của nhà trường và sách giáo khoa là con người chúng ta đến từ loài vượn, đúng không ạ? Và trái đất này đến từ một vụ nổ Big Bang. Cho nên khi mà một người được nghe về Chúa là được tạo lên con người, người ta sẽ phủ nhận là không có. Chúa không có tạo lên con người. Con người không phải đến từ nơi Chúa, mà con người sinh ra sắp tiến hóa từ loài khỉ. Thì người đã phủ nhận cái tư tưởng của Đức Thánh. Rồi khi người ta được học rằng trái đất này được hình thành từ vụ nổ Big Bang, thì người ta phủ nhận cái việc Chúa phán một lời trái đất liền khó. Cái hệ tư tưởng nó cản trở người ta đến với Chúa. Có rất là nhiều cái hệ tư tưởng của thế gian, của gia đình đã xây đắp một cách vững chắc trong tâm trí của mỗi chúng ta, và chúng ta cần phải phá sập nó bằng cái gì ạ? Bằng gì? Bằng quyền năng của Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy nhìn vào Kinh Thánh này. Nhờ cái gì mà chúng ta phải phá sập được các đồ lũy? Nhờ quyền năng của Đức Chúa Trời.
Như vậy chỉ có năng quyền của Đức Chúa Trời chiến đấu trong sự cầu nguyện thì chúng ta mới có thể phá sập được các đồ vị của ma quỷ. Và những cái đồn lũy đấy là những đồn lũy nào? Rồi, có một số những cái đồn lũy mà tôi có thể đề cập cho ông bà chị em như sau. Đó là đồn lũy của sự vô tín. Đồn lũy của sự vô tín này nó gồm nhiều dạng thức khác nhau. Dạng thức phổ thông nhất đó là dạng thức chối bỏ Đức Chúa Trời, không nhìn nhận Đức Chúa Trời. Dạng thức thứ hai là nhìn nhận Đức Chúa Trời, thờ Đức Chúa Trời. Cái này dành cho những người ở trong nhà thờ, thờ Đức Chúa Trời nhưng không chấp nhận tất cả các hệ tư tưởng ở trong Kinh Thánh. Tôi xin nói lại nhé. Dạng thức vô tín thứ nhất đó là dành cho những người mà không đến nhà thờ, là không tin Chúa Giêsu thì phủ nhận hoàn toàn Kinh Thánh. Dạng thức thứ hai là những người tin Chúa Giêsu, đi nhà thờ, đi thờ phượng Chúa Giêsu nhưng mà chỉ chấp nhận một số phần của Kinh Thánh thôi, không chấp nhận cả hệ thống tư tưởng của Kinh Thánh. Và đó là những cái hệ thống tư tưởng mà ma quỷ xây đắp chắc chắn trong lòng của những tín đồ. Tôi sẽ cho quý vị một số những ví dụ sau. Khoảng năm 1989-90 thì khi phong trào của sự đổ đầy Thánh Linh bắt đầu đổ xuống ở trên miền Nam Việt Nam thì một số mục sư và một số con gái Chúa bắt đầu được nói tiếng lạ và kinh nghiệm được sự chữa lành, kinh nghiệm được quyền năng của Chúa. Và rất là nhiều người ở trong nhà thờ không chấp nhận được đó, họ nghĩ rằng là cái việc cầu nguyện tiếng lạ là đã chấm dứt ở trong thời kỳ công vụ của sư đồ rồi, không còn kéo dài cho đến bây giờ nữa. Lời tiên tri cũng đã chấm dứt rồi, sự chữa lành siêu nhiên cũng đã chấm dứt rồi, không có chuyện chữa lành đổi quỷ ngày hôm nay. Và những người đấy bị đuổi ra ngoài, đuổi ra khỏi nhà thờ. Và khi họ bị đuổi ra khỏi nhà thờ thì bắt đầu hình thành nên các hội thánh tư gia, và hội thánh tư gia bắt đầu được lan tỏa từ miền Nam đến miền Bắc và được hình thành bây giờ rộng khắp. Dù cho nhà thờ CMA không chấp nhận hệ thống tư gia nhưng họ không thể phủ nhận được sự hiện diện của thánh tư gia. Và thánh tư gia đóng một góc một vai trò vô cùng quan trọng trong việc khai mở các hội thánh ở các vùng đất, và đóng một cái vai trò rất quan trọng trong việc khai phóng thế giới thuộc linh và xây dựng một tinh thần thờ phượng kiểu mới. Và đó là cái hệ thống CMA không làm được đối trong rất nhiều năm qua ở tại đất nước Việt Nam của chúng ta. Và tôi còn nhớ những cái thời gian trước khi mà tôi còn vẫn còn nhóm ở nhà thờ CMA. Và đó là người ta cho nó vỗ tay, nếu mà vào nhà chồng vỗ tay là họ sẽ đuổi ra khỏi nhà thờ. Không được vỗ tay hay không được đưa tay lên để mà thờ phượng Chúa như này. Nhưng mà bây giờ đã khác, bây giờ đã thay đổi, cảm ơn Chúa là rất nhiều nhà thờ CMA ở miền Bắc đã có sự thay đổi và họ đã hòa nhịp cùng với tinh thần thờ phượng chung. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy rằng là tại sao lại có tinh thần như vậy? Mặc dù Kinh Thánh nói như vậy, nhưng mà vì họ được trưởng dưỡng ở trong một cái nền giáo dục truyền thống là không có chuyện nói tiếng lạ, không có chuyện cầu nguyện đổi quỷ, không có chuyện nói tiên tri, cho nên nó cũng xây dựng trong lòng của những mục sư và những tín đồ một cái đồn lũy, và cái đồn lũy rất là vững chắc. Và cái đồn lũy nó phải phá sập trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, và đó là đồn lũy của linh tôn giáo. Linh tôn giáo là một cái loại linh cực kỳ nguy hiểm đối với hội thánh của Đức Chúa Trời. Công việc của linh tôn giáo là gì? Giữ cho hội thánh của Chúa giữ nguyên chỉ định thành, chỉ đến nhà thờ, chỉ lặp lại, lặp đi lặp lại những gì mà thế hệ trước đã làm rồi, dập khuôn như vậy mà không có sự đột phá, không có kinh nghiệm sự đổi mới nào của Thánh Linh hết. Tất cả những gì thế hệ trước làm như nào, thế hệ sau phải làm đi như vậy. Đó là cái hình thức của linh tôn giáo, là kiểm soát rất nhiều các hội thánh tôn giáo và hội thánh tin lành. Gần đây cũng là một cái dạng linh vô tín mà nó vận hành ở trong hội thánh của Chúa, và chúng ta phải phá sập cái đồn lũy vô tín đó ở trong các hội thánh, cũng như phá sập cái đồn lũy vô tín đó ở trong cái hệ thống thế gian này, để lòng người dân có thể được mở ra để đến với Chúa Giêsu. Amen. Cái đồn lũy thứ hai cũng rất là phổ biến mà cần phải được phá sập, đó là đồn lũy của sự sợ hãi.
Trong sách Giăng thứ nhất đoạn 4 câu số 18, chúng ta hãy xem câu thánh này. Giăng thứ nhất đoạn 4 câu số 18. Chúng ta cùng nhau chúng ta đọc câu kinh thánh này. Không có sự sợ hãi trong tình yêu, ngược lại tình yêu trọn vẹn đuổi sự sợ hãi ra. Vì sự sợ hãi đối với hình phạt, nên ai sợ hãi thì chưa được trọn vẹn trong tình yêu. Có những cái trở ngại nó đến từ phía bên ngoài, nhưng mà trở ngại lớn nhất là đến từ phía bên trong của chúng ta. Trong Timôthê thì sứ đồ Paulo nói với Timôthê rằng Đức Chúa Trời không ban cho con cái gì ạ? Linh của sự sợ hãi, the spirit of intimidation. Ngài ban không ban cho con linh của sự sợ hãi, nhưng ban cho con linh của sự giản dị, có tình yêu thương và tự chủ. Như vậy, đối lập với sự sợ hãi là sự giản dị, sự mạnh mẽ. Thế thì, cái linh sợ hãi đó làm gì? Cái đồ lũy đó nó làm gì cho đời sống của chúng ta? Nó làm cho một người không dám đến với Chúa vì nghĩ mình xấu xa. Lúc nào cũng nghĩ mình xấu xa. Mặc dù đã cầu nguyện ăn năn xưng tội xin Chúa tha thứ, và lời Chúa nói rằng khi chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín công mình để tha thứ và làm sạch mọi điều dân ác. Nhưng mà người này luôn luôn có sự mặc cảm ở trong lòng, lúc nào cũng nghĩ rằng mình rất là xấu xa. Và là cái tinh thần như thế nó giữ chúng ta trong sự kiềm nhường, nhưng mà không cẩn thận nó có thể cản trở chúng ta tiến gần đến ngôi ân điển của Chúa. Bởi vì Kinh Thánh nói là Chúa quăng mọi tội lỗi chúng ta xuống dưới đáy biển, cho nên tất cả những sự vi phạm của chúng ta ở trong quá khứ khi chúng ta đã cầu nguyện ăn năn, chúng ta có thể công bố sự đắc thắng, sự tha thứ của Chúa, cho chúng ta có thể đến gần ngôi của Chúa. Khi một người nghĩ rằng, luôn luôn nghĩ rằng mình chưa có cái mặc cảm về tội lỗi trong đời sống của mình, thì chuyện gì xảy ra? Mình không xứng đáng, tôi không xứng đáng đâu. Chắc là làm sao tôi có thể cầu nguyện tiếng lại được, làm sao tôi có thể đuổi quỷ được, quỷ đâu có nghe, đâu có sợ tôi. Làm sao tôi nói tiên tri được, làm sao tôi cầu nguyện chữa lành được. Không dạn dĩ thể vận hành trong cái ân tứ và không dạn dĩ để có thể đến gần ngôi ân điển của Chúa vì cái mặc cảm tội lỗi nó cứ đeo bám. Nhưng mà vấn đề là như này, khi cái mặc cảm nó đeo bám thì nó sẽ thôi thúc người ta để lặp lại cái tội lỗi mà người ta từng phạm. Và nó sẽ làm cho người ta bị lừa dối để nghĩ như này, tôi không bao giờ sống thánh khiết được, không bao giờ, không bao giờ, tôi không bao giờ, tôi là con người mà, tôi là con người, tôi không bao giờ sống thánh khiết được. Chỉ có mỗi Chúa là hoàn thiện, chứ còn con người không bao giờ hoàn thiện được. Đó là sự lừa dối của ma quỷ. Chúng ta xem Chúa Giêsu nói: các ngươi hãy nên trọn vẹn như Cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn. Chúng ta có nhớ không, thánh điển đều ở trong sách Ma-thi-ơ. Chúa Giêsu nói: các ngươi hãy nên trọn vẹn như Cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn. Thế thì nếu mà Chúa bảo chúng ta lên trọn vẹn thì chúng ta có khả năng để trọn vẹn được hay không? Chúa không bảo chúng ta làm một việc mà chúng ta không thể làm. Bởi vì nếu mà Chúa bảo chúng ta làm một việc mà chúng ta không thể làm thì Chúa là người nói dối. Nhưng mà cái linh này ấy, nó kiểm soát người ta và nó sẽ làm cho người ta luôn luôn nghĩ rằng ủi tôi là con người, tôi xấu xa, không bao giờ được, tôi không bao giờ yêu thương được người khác đâu. Lời Chúa dạy yêu kẻ thù, nhưng mà chắc chắn là tôi không bao giờ tôi yêu được kẻ thù. Lời Chúa dạy tôi là ban cho, nhưng mà chắc chắn là cuộc đời tôi suốt ngày thiếu, tôi không bao giờ tôi có tiền để tôi ban cho giúp đỡ cho người khác đâu. Nó gieo những cái sự dối trá, và cái sự dối trá nó đi ngược lại với lời của Chúa nói về bản thân mình. Cho nên đấy là cái chúng ta phải chiến đấu, phải chiến đấu chống cự và bẻ gãy cái xiềng xích của nó và phá sập cái đồn lũy của nó xây dựng ở trên tâm trí chúng ta. Vì lời của Chúa nói một đường nhưng mà nó lại đi ngược lại một nẻo khác. Đấy là cái sự vận hành của cái linh sợ hãi. Và cái linh sợ hãi nó sẽ làm cho chúng ta luôn luôn mặc cảm với bản thân trong mối liên hệ với người khác nữa. Cái thường cái người mà bị cái linh sợ hãi đó chiến ngự thì người đó sẽ có cái xu hướng không đến gần Chúa, nghĩ mình không thể làm theo lời Chúa và không đến gần người khác nữa. Vì như này, tôi xấu xa, tôi có quá khứ xấu xa, ở đây toàn những người tốt hơn tôi đi,
cho nên tôi không thể nào tôi làm bạn, tôi không bao giờ tôi kết bạn được với những người này. Tôi chỉ kết bạn được với những người mà cùng kiểu như tôi thôi, chứ còn thôi không bao giờ nghĩ là kết bạn được với những người kia là những người sang trọng, là những người rất là tốt đẹp, những người rất thánh khiết. Tôi không bao giờ tôi có thể nghĩ mình có thể kết bạn được với những người đó. Tức là nó đẩy cái người đó ra xa. Nhưng mà thực ra chúng ta thấy nhất Kinh Thánh cho chúng ta biết là bạn bè xấu làm hư thói lên tốt, và bạn bè tốt chỉ có thể làm chúng ta trở nên tốt hơn. Trong sách Châm Ngôn nói như vậy. Điều đó có nghĩa là nếu chúng ta gần gũi với ánh sáng thì chúng ta sẽ trở nên sáng. Thế gần gũi những người càng sống thánh khiết thì chúng ta sẽ có xu hướng để sống thánh khiết. Nhưng mà gần gũi với những người mà sống mà không thánh khiết thì chúng ta có xu hướng y như vậy. Và Kinh Thánh nói như vậy rằng nếu là gần người nào chúng ta có xu hướng sống giống như người đó, cái tư tưởng của chúng ta sống giống như người đó. Thế thì tại làm sao cái tư tưởng nó tồn tại? Vì đấy là cách ma quỷ nó đẩy chúng ta ra xa những cái người thánh, có tư tưởng thánh sạch, thánh khiết và gần gũi với lời Chúa, để chúng ta không bị ảnh hưởng bởi, ảnh hưởng tốt bởi người đó. Anh chị em đã nhận thấy cái mưu trước của ma quỷ, của cái linh sợ hãi chưa? Khi một người bị cái đồn lũy của cái linh sợ hãi đó chiếm cứ trong lòng thì người đấy không thích gần những cái người thánh khiết. Ngày qua tôi có gọi điện cho một bạn đã tin Chúa ở Malaysia, và tôi rất là buồn, rất là buồn vì bạn đã rời xa Chúa. Không những chỉ rời xa Chúa, tôi hỏi đến tình hình gia đình như thế nào thì nói là vợ chồng em chia tay, cho nên có thể trở lại được không, có thể tha thứ cho nhau để mà quay trở lại được không. Bạn hỏi không được. Tôi hỏi tại sao không được? Vì em đã xây dựng gia đình mới rồi, và vợ em đã có thai rồi. Và khi nói như thế tôi không biết nói gì hơn nữa. Và sau đó thì tôi đang nói chuyện thì thấy bên kia mất mạng, và bên kia có cái cuộc gọi điện thoại khác đến, thì bạn bảo là để em nghe điện thoại kia sau đó em sẽ gọi lại. Nhưng sau đó nghe xong bạn cũng gọi lại. Và rất là nhiều người khi tin Chúa thì họ gần với mình, nhưng mà sau khi họ rời xa Chúa, nhắn tin họ không trả lời, gọi điện họ không nghe. Tại sao? Bởi vì họ biết rằng họ nghe điện thoại mình thì mình chỉ có nói về sự sáng của lời Chúa thôi. Và cái linh sợ hãi ở trong họ nó sẽ đẩy người đó ra khỏi xa ra khỏi mình. Vì cái linh đấy nó sẽ đảm bảo rằng người đó cứ mãi mãi liên tục sống ở trong tình trạng đó, không bao giờ thoát ra khỏi. Vì để nghe những cái lời của mình nói, tiếp xúc với những người như mình thì mình sẽ kéo người ta trở về với sự sáng. Cho nên cái linh sợ hãi nó sẽ vận hành để giữ người ta ở trong bóng tối, để giữ người ta ra khỏi cái ảnh hưởng của sự tin kính. Tại sao có những người ngày trước họ rất là thân tình với mình, họ rất là cởi mở với mình, nhưng mà khi họ rời xa Chúa ấy, mình trở thành người xa lạ đối với họ? Bởi vì họ sợ ánh sáng, họ sợ ánh sáng ở trong mình. Họ sợ rằng khi mà gần gũi với mình thì mình sẽ chia sẻ ánh sáng. Thực ra không phải là cái đó, mà là cái tà linh nó vận hành ở trong người đó. Cho nên đó là cái hệ thống đồn lũy nó xây đắp, nó xây đắp ở trong con người. Và anh chị em, chúng ta vừa nghe vừa xem xét là trong chúng ta có cái đồn lũy của cái linh sợ hãi hay không. Đây là một cái đồn lũy cực kỳ là tinh nó, tôi dùng từ tinh ấy, tức là nó ở trong mình mà mình không biết, mình không nhận thức được, mình cứ nghĩ là mình ok, đấy là bình thường, nhưng mà thực ra nó là một cái dạng linh nó đang kiểm soát tâm trí của mình, và để lâu thì nó trở thành đồn lũy. Đồn lũy nó được xây đắp bằng cái gì? Bằng những viên gạch. Mà những viên gạch nó được xây đắp bằng một viên gạch, hai viên gạch, ba viên gạch, bốn viên gạch, càng dòng càng nhiều càng dày thì nó mới gọi là đồn lũy. Nhưng mà chúng ta có thể phá sập cái đồn lũy của sự sợ hãi này trong danh và trong quyền của Chúa Jesus Christ. Vì Kinh Thánh nói là Chúa ban cho chúng ta sự dạn dĩ để đến gần ngôi của Đức Chúa Trời. Amen. Có một lời cầu nguyện mà tôi cầu nguyện thường xuyên trong thời gian gần đây, là lạy Chúa, xin hãy cho con được gần với những người thánh và những người được giàu.
tôi vẫn cầu nguyện điều đó. Có nhiều người tôi khao khát, tôi mong ước được ở gần họ và Chúa cho phép tôi được ở gần họ, nhưng mà tôi được nghe những cái bài giảng của họ. Thì đấy cũng là một cái dạng của sự ảnh hưởng, một dạng của sự ảnh hưởng. Nhưng mà nếu mà Chúa cho phép thì tôi muốn được ở gần những người như vậy. Vì ở gần những người có sự sáng, tôi sẽ được ảnh hưởng sự sáng. Ở gần những người có sự sức giàu, tôi sẽ được nhận sự sức giàu. Amen. Ở gần những người có sự tự tin, tôi sẽ được tự tin. Làm thế nào để chiến thắng? Chúng ta chiến thắng bằng việc xưng danh bằng bôi biển của chúng ta. Trong ngôn thì nói rằng sống chết ở lời quyền của lưỡi. Kẻ nào ái mộ nó sẽ ăn bông trái của nó. Lưỡi của chúng ta quyết định sự sống và sự chết. Cho nên ngày hôm nay, khi chúng ta thấy được kẻ thù nào đang ở trong đời sống của chúng ta, thì chúng ta có thể tiếp tục nuôi nó hoặc bỏ nó dừng lại và ra khỏi. Chúng ta nếu mà thấy kẻ trộm đến nhà thì sao? Chúng ta làm gì? Có ai để nguyên nó vào nó xách đồ đi không ạ? Không ai làm được đấy. Nhìn đến kẻ trộm, kẻ cướp là chúng ta sẽ phải chống lại. Vì nó không phải chỉ lấy đồ, nó còn hãm hại cả chính đời sống của mình nữa. Đối với kẻ thù không nhân nhượng, có rất nhiều kẻ thù đang ở trong tâm trí, ở trong đồ lý, xây dựng đồ lý ở trong tâm trí chúng ta. Nếu chúng ta không giải quyết nó thì nó sẽ lấn tới và nó sẽ kiểm soát hoàn toàn tâm trí chúng ta một lúc nào không biết. Amen chị em. Môi miệng của chúng ta phải xưng ra, phải từ khước cái sự thống trị của những cái linh không tin tính ở trong tâm trí của chúng ta. Và có hai cái đồ lý mà tôi đề cập cho ông bà chị em. Thứ nhất là đồ lý của sự vô tín, thứ hai là đồ lý của sự sợ hãi. Đây là hai cái đồ lý khá phổ thông trong đời sống của tín đồ. Đừng nghĩ rằng chúng ta tin Chúa mình không vô tín nhỉ. Đừng nghĩ rằng mình không tin, mình đang tin Chúa mình lúc nào mình có đức tin, không có đâu mà chị em đâu. Có những lúc chúng ta sẽ vô tín đấy. Có những lúc chúng ta vô tín. Vô tín không phải là không tin vào Chúa, mà không tin vào những điều Chúa có thể làm. Phần lớn chúng ta là tin Chúa đang tồn tại, nhưng mà phần lớn chúng ta là cũng tin rằng Chúa không thể làm được những điều mà mình cầu xin. Cho nên đấy cũng là dạng của sự vô tín. Và thứ hai là đồ lý của sự sợ hãi, là một cái đồ lý vô cùng khủng khiếp kiểm soát trong đời sống của mỗi một chúng ta. Và chúng ta phải thoát ra khỏi cái linh đấy, phải bẻ gãy nó ra, phải đập đổ cái đồ lý của linh của sự sợ hãi, thì chúng ta mới được tự do đến gần ngôi ân phước của Chúa. Ngày tôi mới lớn thì tôi cũng bị cái linh của sự sợ hãi này ảnh hưởng đến đời sống của mình. Tôi còn nhớ cái ngày đấy là tôi đi chiếc xe đạp. Trước năm 2000 thì phần lớn mọi người là đều đi xe đạp, có ít người đi xe máy lắm, rất ít người có xe máy. Thì tôi đang đi xe đạp thì sau đó hai tôi đi với một anh bạn này, tôi làm chứng về Chúa. Thì anh ấy cũng đi xe đạp với tôi, đi nhóm. Sau một thời gian tự nhiên anh có xe máy xong cái tiền tôi mặc cảm, tôi không muốn đi cùng anh nữa, tiền tôi đánh xa anh luôn. Anh chẳng làm gì xấu với tôi cả, nhưng mà vì chỉ vì là anh có xe máy, tôi có xe đạp nên tôi không muốn gần anh. Và đó là một dạng linh đã kiểm soát tâm trí của mình mà mình không phải biết. Và khi cái người mà có linh của sự sợ hãi vào trong đời sống thì người này rất sợ người khác nói xấu về mình. Rất sợ, lúc nào cũng sợ đi nhìn những người khác, luôn luôn xem người ta có đánh giá xấu mình hay không, có nói xấu về mình hay không. Đó. Nếu như mà không nghe thấy ai mà nói xấu về mình ấy, thì người này sẽ tự động, người ấy sẽ có một cái tư tưởng, một suy nghĩ
anh kia nhìn tôi với nhìn không thân thiện, chắc là đang có cái gì không hài lòng của tôi, đang nói xấu tôi. Thì đó là những cái đồ lý mà mang về nó xây đắp trong tâm trí của một con người. Và cái tiếng nói của nó càng ngày nó càng to, thì mà chúng ta quen dần với nó thì chúng ta không còn nhận thiết đó là tiếng nói của mang. Quý vị sẽ thấy rằng cái người mà sống trong bóng tối lâu ấy, thì người ta không nghĩ đó là bóng tối. Người mà sống ở bẩn lâu ấy, người ta không nghĩ là người ta đang sống bẩn nữa. Nên tiếng nói của ma quỷ đã trở nên quen thuộc trong đời sống của ta thì người ta không còn nhận biết đấy là tiếng nói của ma quỷ. Và chúng ta phải phá sập cái linh của sự sợ hãi. Vì linh sự sợ hãi nó cũng sẽ phá hội thánh của Chúa, làm cho hội thánh của Chúa không tiến sâu được vào trong các ân tứ thuộc linh. Ông bà anh chị em, rất nhiều hội thánh không kinh nghiệm được 9 ân tứ thánh linh của Chúa vì người ta sợ. Sợ cái gì? Sợ để cho tín đồ nói tiên tri, sợ nói bừa. Còn hội thánh của chúng ta, tôi khuyến khích mọi người nói tiên tri, nói sai cũng được. Vì chúng ta không phải là thầy mà chúng ta là trò, nói sai cũng được. Khi chúng ta sợ hãi, chúng ta không thể nào vận hành được trong tất cả những cái điều đó. Rất nhiều người trong hội thánh không dám để cho tín đồ cầu nguyện tiếng lạ vì sợ nhớ là cầu nguyện tiếng lạ cái quỷ nó nhập vào. Thầy cũng sợ tất cả những sợ hãi đó nó sẽ kìm giữ hội thánh không được vận hành trong sự tự do của thánh linh. Ngoài kia, Chúa có tương lai tốt đẹp cho mỗi người chúng ta. Chúng ta muốn tiến tới tương lai đó, chúng ta phải cắt bỏ, đạp đổ cái đồn lũy của sự sợ hãi trong đời sống của chúng ta thì chúng ta mới tiến tới được tương lai. Nếu như phải có tiền thì tôi mới nghĩ được đi nước ngoài. Đó. Phải có cái này, phải có cái này thì mới có cái kia. Không cần phải có điều kiện gì hết, chỉ cần có một điều kiện, có Chúa là có thể làm được tất cả mọi sự. Nói như là sứ đồ Phao-lô nói, tôi làm được mọi sự nhờ Chúa ban thêm sức cho tôi. Tôi làm được mọi sự nhờ Chúa ban thêm sức cho tôi. Ngày xưa tôi nghĩ đi Hawaii là chỉ là một cái niềm mơ ước. Và mơ ước sẽ chỉ mãi là mơ ước. Rồi đến thời điểm mơ ước đó thành hiện thực khi mình dám mơ ước và dám cầu nguyện. Ngày tôi gặp gỡ Chúa, trong tâm linh tôi cảm xúc, có sự cảm xúc và cảm nhận tôi muốn đi nước ngoài. Tôi đứng lên trên giường, tôi vỗ tay hay như cái cánh thì bay đi. Rồi đến thời điểm Chúa cho tôi bay. Mình không phải làm trò, nhưng mà đó là hành động đức tin. Vì nếu như chỉ nghĩ đến túi tiền của mình thì lúc nào cũng sợ hãi, ngày mai hết sạch tiền cũng không sợ vì biết rằng chúng ta có Jehovah là Đức Chúa Trời Chúa cấp. Amen. Sự sợ hãi nó làm cho cái não bộ chúng ta đáng nhẽ nó to gần đây nó trở nên teo héo lại. Tức là nó chỉ còn cái vỏ bên ngoài là to, còn bên trong nó tóc teo lại rồi. Vì không sợ hãi cho nên ông David nó có thể giết được gấu và sư tử. Ngày bé tí David đã giết gấu và sư tử rồi. Thế cho nên đến khi gặp Goliath, cái David có sợ gì đâu mà Ngọc nói với cô Sander, thằng nhãi danh này, cô để cho tôi giết nó. Nó là ai mà dám sỉ nhục đạo binh của Đức Giê-hô-va? David nói gì? Đạo binh của Đức Giê-hô-va. Ông David bong thật, cho Goliath chết. Sự sợ hãi nó rất là quan trọng. Ma quỷ nó dùng sự sợ hãi để chiếm ngự vào tâm trí chúng ta, làm cho chúng ta bị kiểm soát và không thể nào mà đạt được cái mục đích của Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Và cũng sự sợ hãi đó khiến cho dân Israel không được vào trong xứ hứa. Tôi không có nói rằng là chúng ta liều một cách vô thức, nhưng mà chúng ta liều trong đức tin
có nghĩa là cái liều của chúng ta, cái dáng của chúng ta là dựa trên cơ sở lời Chúa, chứ không phải mình làm bừa. Ba chị em mới biết năm ngoái tôi đi Myanmar, trước khi tôi đi Myanmar thì mọi người cũng cản tôi đi Myanmar, nhưng mà tôi được cảm thúc phải đi thì tôi cứ đi thôi, cả dịch cân rát chân tôi cũng chẳng sợ gì cả. Và chúng ta biết là tôi sang bên đấy tôi bị phải ở lại, đến ngày về tôi mới biết là tôi phải ở lại, và ở lại không biết thời hạn mà ở lại hơn 2 tháng. Nhưng mà trong hai tháng đó nhưng người khác lo thì lo, chứ tôi chẳng có gì lo cả. Tôi cảm thấy rất là vui, đó là thời gian cực kỳ tuyệt vời của tôi đối với Chúa. Tôi làm được cực kỳ nhiều việc ở bên đấy, và Chúa cho tôi hiểu được rất nhiều điều mà Chúa phán với chúng tôi, những điều mà chưa bao giờ Chúa phán trong 30 năm trước cùng. Và đến thời điểm phải về, cứ phải ra về đó. Mà không, chưa đến thời điểm phải về, kể cả ở lại, thế cũng cảm tạ ơn Chúa. Vì tôi tin một điều này, Chúa có thể đưa Philip một cách siêu nhiên từ nơi này đến nơi khác trong tích tắc, trong nháy mắt, không cần máy bay, không cần xe ngựa gì cả. Eli cũng như vậy, thì Chúa có thể tôi đưa từ miền này bất cứ nước nào trong tích tắc trở về nơi mình cần đi mà không cần máy bay. Cái sự sợ hãi nó làm cho mình, nó giết chết cái sự sống ở bên trong chúng ta. Và cái sự sợ hãi nó sẽ làm cho mỗi một chúng ta không thể nào mà vận hành được trong các ân tứ thiêng liêng, ân tứ siêu nhiên của người Chúa. Và nó sẽ giữ chúng ta không thể nào mà vươn tới được cái đích mà Chúa muốn chúng ta vươn tới. Chứ để chúng ta được tự do, chúng ta phải được cắt bỏ khỏi dây sự sợ hãi và đáp đổ đổi lấy được dây sự sợ hãi. Nói về sợ ma, tôi là người sợ ma hơn những người đây. Vì từ bé tôi đã được đầu lọc bởi những câu chuyện ma rồi. Lớn lên đi học tôi nghe những câu chuyện ma của người thoát nạn. Và tôi, ngay cả khi tôi tin Chúa rồi, và tôi chỉ có thể hết sợ ma khi mà tôi nhận biết lại thật, và tôi đuổi quỷ, đuổi ma, đuổi quỷ khi mà nhận biết được điều đấy thôi. Nhút nhát, tôi cũng là người nhút nhát, nhưng mà trong danh của Chúa Jesus Christ, lời của Ngài làm cho tôi trở nên mạnh mẽ. Trong Chúa Giêsu Christ, chúng ta được tự do ra khỏi những xiềng xích và những đồn lũy của sự vô tín. Tôi sẽ tin những gì Chúa nói. Tôi sẽ hành động theo gì Chúa nói tôi làm và tôi phải hành động. Dù cho nó như thế nào, Chúa bảo tôi đi bất cứ nơi nào tôi cũng sẵn sàng đi. Và chúng ta được tự do ra khỏi cái xiềng xích của linh vô tín và linh sợ hãi đó. Đời sống của chúng ta sẽ kinh nghiệm được quyền phép của Đức Chúa Trời. Amen. Chúng ta sẽ được dạy cầu nguyện. Chúng ta sẽ hát lại bài vừa rồi, phá hát tan mọi sự xích. Và khi chúng ta hát bài này đó, không phải là để hát cho người khác nghe, nhưng mà hát cho tâm trí của mình. Hát những cái lời này để bẻ gãy những cái xiềng xích của sự vô tín, về cái những sự xích của sự sợ hãi đang chiếm ngự ở trong đầu, trong não, trong tâm, trong trí của chúng ta. Và trong danh của Chúa Giêsu nói là tôi được tự do, con được tự do, ma quỷ không được kiểm soát đời sống của con được. Hallelujah.
We'll be right back.